mọi người. Bây giờ ngày xưa người ta hay hello hello các con vợ, bây giờ mình hello các dì chồng hả mọi người? Các con chồng à? Hello các con chồng à? Mai anh mua Porsche. Anh ơi, mua Porsche thì nhớ là phải có cả SH nữa đây nhá. Không phải Porsche không mà em đi đâu. Tưởng như từ quen em mà dễ à? Phải có SH chứ. Các cụ à? Ôi mẹ ơi, cái gì vậy trời? Tụt view rồi kìa mọi người, trả lại cho tôi 800 view đi. Chưa cả lên 800 view mà đã xuống 600 rồi là như thế nào? Thế này thì là làm sao mà chúng tuyển chồng được? Em bị mất tiếng á? Hình như em bị trúng gió rồi. SH là được, cứ SH là được. Không quan trọng cũ hay mới. Họ chán, họ xuống rồi. Sao mọi người? Đây là lọc bớt đúng không? Đây là chỉ còn là ở đây chỉ còn là những người đó là boy phố có SH và lương tháng trên 50 triệu là còn lại ở đây thôi đúng không? Em bảo rồi, boy phố bây giờ phải nâng cấp đi, division xi măng nữa không ok đâu. Bây giờ bọn em phải nâng cấp rồi. Mấy cụ di chuyển lẹ đi. Có ô tô thì bán ô tô đi, mua SH. Chẳng nhẽ có ô tô lại không mua được SH à? Chính tỏ TikTok toàn người giàu ha. Anh có xe bớt được không em? Xe bớt để chở mấy ông còn lại à? Đi xe bớt để chở lốt mấy ông còn lại của em à? Và đây cũng được đấy chứ. Được, có tính toán. Và đây làm xe bớt cũng ok. TikTok toàn thằng bốc phét nữa. Ai vừa hỏi câu em giàu hay bình thường nhờ? Em giàu. Em giàu á anh, em giàu mà. Anh muốn giàu gì? Lương tháng em 5 triệu là cũng ok rồi đúng không mọi người? Mấy ông Vision xi măng với SH xi măng lé để đây để quay xi măng thể hiện. Được. Nào để xem quay xi măng thể hiện như thế nào nào. Nói thật, lương tháng của em 5 triệu thôi. Lương tháng của em 5 triệu thôi. Thế nên là em chỉ cần lương của người yêu, lương của boy phố hơn 50 triệu thôi này đã đủ đáp ứng em rồi. Tám triệu là đạm được, không phải 5 triệu. Anh kiếm nốt 2 triệu đi, chẳng lẽ anh kiếm được 48 triệu rồi không cố lên được 50 à? Tiêu chuẩn là tiêu chuẩn chứ, đúng không? Tiêu chuẩn là tiêu chuẩn. Lương 40 triệu xin ứng tuyển, thế thì phải cố thêm 10 triệu nữa đi nhá. Trên 50 triệu nha mọi người ơi. Ước được nằm cạnh em.
Được, để anh cố thêm chút nữa vậy. Ráng ráng lên nha mọi người. Này, từ nãy giờ mình không hề nói bạn ở lại nhá. Bạn tự đi ra xong rồi bạn tự bảo vào, bạn tôi lại tự đi vào, bạn tự mò vào. Anh 51 triệu nhưng anh có vợ rồi, buồn anh. Buồn anh. Ai ở đây lương, mức lương nào cũng được nằm gần em hết. Thì đây mọi người đang nằm gần em đây chứ sao đâu. Mình bỏ cuộc với cả bản thân mình được, chưa kệ bạn. Cảm ơn Phạm Xuân Quỳnh. Vấn đề bây giờ là sao mọi người lương bây giờ mọi người cao nhỉ? Chứng tỏ ở đây rất nhiều người lương cao nhá. Toàn người giàu không à? Bốn mươi chín triệu cộng 4 triệu. Nghe giọng nói ở Hà Nội à? Em không có biết nữa. Đố mọi người biết em ở đâu vậy? Nói loay hoay một hồi từ nãy đến giờ vẫn chưa tìm được ai. Chẳng có ai gọi là ấy ấy cả. Chào các anh lương 4 triệu nhá. Chào mọi người nhé, mình là Hanna đây. Chào mọi người nhé. Mình cần đi tưới cây. Anh không đủ tiêu chuẩn. Không có ai đủ tiêu chuẩn à? Từ nãy giờ làm gì có thấy ai đủ tiêu chuẩn đâu. Toàn thừa với dư.